chơi đi. Dạ, dạ. Cậu nói đi, trước gia đình tôi ngăn cấm á, thì cậu nay này cưới cho bằng được. Bây giờ á, làm cho nó có bầu á, thì tính bỏ cuộc chạy lấy người. Dạ không có. Cái này, nguyên ngày em chăm vợ em ở trong phòng rồi, em ngột ngạt lắm. Thêm, dạ em có cái mùi á, nên em tính ra ngoài em hít thở không khí xíu à. Anh nói vậy mày nghe được á hả? Ai là em có bầu thì em bị viêm nhiễm ngứa ngáy, khí hôi khí trắng nó ra, nó có mùi thôi. Thì anh làm em có bầu anh đâu có trốn đâu. Nhưng mà người ta có bầu người ta đâu có bị như em. Anh thôi 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 được rồi được rồi. Bây giờ anh Vi nó không còn viêm nhiễm ngứa ngáy, không bị mùi nữa là được chứ gì. Mà cách nào? Chị sinh hai đứa rồi nè, có bao giờ bị viêm nhiễm ngứa ngáy bị mùi đâu. Cũng xài sản phẩm mà hết thôi, đưa chị đưa cho xài. Đây chị xài này bao nhiêu năm rồi nè, có vấn đề gì đâu. Cái này rửa vô nha, được tạo bọc sẵn, hết viêm hết ngứa nè, giảm khí hư giảm khí trắng nè, mà co bóp xe khuyết trẻ hóa nữa. Xài vô đi, không còn bị mùi. Xịt này vô đấy bằng chip nè, khử tất cả những mùi hôi tanh và lưu hương từ 6 đến 24 tiếng nha. Em cảm ơn chị nha. Dạ chào, em cảm ơn chị Hai nha. Mới là tháng rồi mà anh hành em hoài. Biết sao, tại nhờ chị Hai đưa cho em hai sản phẩm á, nên là vợ anh ngon, thơm, nên nghiền. Cái này nè.